Em chào thầy Lâm, em tên là Trần Thế Anh, mã sinh viên của em là 11200392. Sau đây em xin phép thuyết trình về bài làm của mình. Thì tên trang web của em là My Travel. Đây là link trang web sau khi đã deploy lên Firebase. Còn đây là giao diện của trang web. Em có thêm một thay đổi nhỏ là khi di chuyển vào các nút này nó sẽ có sự thay đổi như thế này. Và còn di chuyển vào đây thì nó sẽ in đậm lên. Em xin phép kéo xuống để thầy có thể nhìn thấy hết trang web của em. Ở đây thì phần này nó sẽ lấy dữ liệu từ Firebase và hiển thị lên trong web. Đây là database mà em đã đặt có sẵn để có hiển thị lên trong web của em. Còn đây là giao diện của trong web khi mà hình thu nhỏ. Khi nhỏ hơn thì giao diện của trang web sẽ như thế này. Có thể quay là giao diện của điện thoại. Tiếp đến là trang thứ hai là trang điền phong thông tin, thì chúng ta truy cập trang này bằng cách ấn vào nút contact us. Nó sẽ hiển thị ra giao diện điền form. Thì em sẽ xin phép nhập thử form. Rồi ấn submit. Sau đó thì kiểm tra Firebase. Như vậy là dữ liệu từ form mà chúng ta vừa điền được đã lưu lưu trên Firebase. Em xin kết thúc bài thuyết trình của mình tại đây. Chúc thầy có một ngày vui vẻ.